Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: PVF có thể bổ nhiệm cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Myanmar thay thế ông Philippe Chuzier. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng theo dõi bản tin Thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Việc huấn luyện viên người Pháp Philippe Chuzier tiếp quản vị trí giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có vẻ ngày càng trở nên có cơ sở khi thông tin mới nhất cho biết Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đang nhắm tới một nhân sự chất lượng khác để thay thế ông Chuzier đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật của trung tâm này. Đó chính là cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Australia và Myanmar, ông Eric Abrams. Ông Eric Abrams từng làm huấn luyện viên các đội tuyển trẻ U15 và U17 của Bỉ những năm 2002 đến 2013, giúp phát triển lứa cầu thủ tài năng hiện nay của đội tuyển Bỉ như Kompany, Eden Hazard, Lukaku, Rainer hay Courtois. Sau hơn 4 năm làm giám đốc kỹ thuật và góp phần nâng tầm cho công tác đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Australia từ 2014 đến 2018, ông Eric Abrams được Liên đoàn bóng đá Myanmar mời về làm giám đốc kỹ thuật với mục đích hoạch định chiến lược cho bóng đá trẻ Myanmar. Sau quãng thời gian không tìm được tiếng nói chung với Liên đoàn bóng đá quốc gia nước này, mới đây đã có thông tin vị huấn luyện viên người Bỉ sẽ đến làm việc tại Việt Nam trong tháng 5 theo lời mời của một trung tâm đào tạo lớn tại Việt Nam. Theo những công văn mới nhất của VPF trong sáng ngày 6 tháng 5, kế hoạch dự kiến tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 vẫn được giữ nguyên. Theo đó, vòng loại cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5, còn vòng 1/8 được ấn định vào ngày 30 tháng 5. Riêng V-League và giải hạng nhất quốc gia sẽ có thông báo cụ thể sau, tùy thuộc vào tình hình thực tế. Dù mới được cải tạo và đầu tư làm lại mặt cỏ từ đầu mùa, nhưng cho đến nay, sân Hà Tĩnh đã bất ngờ xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là chất lượng mặt cỏ. Sau khi nhận được báo cáo trên, công ty VFF đã yêu cầu câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhanh chóng có giải pháp xử lý, bởi nếu lịch thi đấu cúp quốc gia không thay đổi, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu trên sân nhà gặp xi măng Phi Cô Tây Ninh vào ngày 24 tháng 5 tới. Nhắc tới những đen đủi do chấn thương ở V-League, có lẽ không thể không nhắc tới Lâm Anh Quang. Trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định này từng nhiều lần dính chấn thương nặng khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Và ngay đầu mùa giải năm nay, vận đen một lần nữa lặp lại. Nhưng đó dường như chỉ là thêm một lần thử thách, nghị lực và khát khao chơi bóng luôn cháy bỏng trong con người của trung vệ này. Sau gần 2 tháng vắng bóng, nhiều người bất ngờ khi thấy Lâm Anh Quang với cánh tay trái quấn đầy băng, lại chạy băng băng trên sân tập, miệt mài tập luyện và vẫn nhiệt tình, quyết liệt trong mỗi pha tranh chấp bóng cùng các đồng đội, như thể anh chưa hề dính chấn thương. Nói chung là cũng lo ngại, nhưng mà khi mình tập luyện và thi đấu thì anh em ở đội đều biết, người ta cũng đều tránh cho mình, nên mình cũng yên tâm. Bác sĩ yêu cầu muốn em có một cái thể trạng tốt nhất để sắp tới khi mà vào thi đấu được luôn lại, thì muốn em tập lại luôn, thì thay vào đó thì khi tập mình phải bắt buộc bác sĩ bắt phải băng bó để cho an toàn, để tránh những cái va chạm đáng tiếc mà lại bị lại. Trở về thi đấu cho đội bóng quê hương từ lượt về mùa giải 2019, Lâm Anh Quang đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng cũng như vai trò trụ cột nơi hàng thủ của Dược Nam Hà Nam Định nhờ sở hữu chiều cao khá tốt, phong cách thi đấu xâm xáo, hiệu quả, khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến tốt. Cũng bởi vậy, khi anh Quang không thể ra sân đã ít nhiều ảnh hưởng tới tổ chức phòng ngự của đội bóng Thành Nam. Đội bóng em thật sự là cũng có nhiều cầu thủ đá được vị trí ở đấy, đặc biệt là có Valentin hoặc là Hạ Long hoặc là các em trẻ, thực sự là chuyên môn ở trong sân thì chú Sĩ làm hết rồi, chỉ có điều là khi mà cầu thủ nào được thay thế vào thực hiện tốt được sơ đồ chiến thuật thì gọi là cái sự đội hình sẽ tốt. Thì cũng bao nhiêu năm chơi ở V-League rồi, 2 năm nay rồi, chúng tôi cũng liệu cơm cắp mắm thôi, thì cũng đưa các cầu thủ trẻ vào thay thế và tạo cơ hội cho các cháu chơi. Nếu các cháu khẳng định được thì các cháu sẽ tiến bộ. Ý thức được vai trò của mình với đội bóng, Lâm Anh Quang với nghị lực cá nhân cùng sự giúp đỡ của các bác sĩ và chuyên gia thể lực đang cố gắng đẩy nhanh hơn tốc độ phục hồi chấn thương. Và nếu mọi việc tiến triển tốt, khả năng trung vệ sinh năm 1991 hoàn toàn có thể kịp trở lại thi đấu khi V-League tái khởi động vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Tiếp tục bản tin với những chuyển động của bóng đá khu vực. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Malaysia đã nhận được sự đồng ý từ Liên đoàn bóng đá châu Á đối với phương án thi đấu mà họ đề xuất nhằm hoàn thành mùa giải trước thời điểm đội tuyển quốc gia nước này tập trung vào tháng 11. Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Malaysia đề xuất hai giải vô địch quốc gia Super League và giải hạng nhất Premier League của nước này sẽ chỉ thi đấu một lượt gói gọn trong thời gian từ mùng 1 đến 27 tháng 9, trong khi cúp quốc gia khởi tranh từ 17 tháng 10 và kết thúc vào mùng 7 tháng 11.
Với phương án này, các đội bóng tại hai giải hàng đầu của Malaysia sẽ chỉ thi đấu thêm 7 trận để hoàn thành mùa giải, vì trước khi giải đấu tạm dừng đã có 4 vòng đấu được diễn ra. Dẫu vậy, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á Win Sopon nhấn mạnh phương án này cần nhận được sự đồng thuận từ tất cả các đội bóng trước khi đưa vào áp dụng. 2 tháng sau khi sa thải huấn luyện viên Ivan Jovanovic, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn chưa thể tìm được người kế nhiệm cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Sau hàng loạt những tên tuổi đình đám từng góp mặt tại chung kết World Cup như Philippe Scolari hay Zlatko Dalic, cái tên hiện đang được nhắc tới cho vị trí này lại là Abdulaziz Al-Anbari, cựu thành viên đội tuyển quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, người đã dẫn dắt câu lạc bộ Sharjah đến chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 23 năm ở mùa giải 2018-2019. Dẫu vậy, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này. Với làng bóng rổ trong nước, đây là thời điểm mà người hâm mộ trái bóng cam đang hồi hộp chờ đợi danh sách bảo vệ cầu thủ của các câu lạc bộ được công bố chính thức. Theo kế hoạch thì ngày hôm qua mùng 5 tháng 5 là hạn chót để các câu lạc bộ nộp danh sách này cho VBA. Theo những thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam VBA, đơn vị tổ chức VBA 2020 đã nhận được danh sách đăng ký bảo vệ cầu thủ từ các câu lạc bộ theo đúng thời hạn quy định. Ngoại trừ tân binh Nha Trang Dolphins, đội bóng duy nhất có thời hạn chốt danh sách này vào ngày 12 tháng 5. Hiện tại, tiểu ban kỹ thuật của đơn vị này đang gấp rút tiến hành việc xác minh hồ sơ của các vận động viên nhằm đảm bảo tính hợp lệ trước khi chính thức công bố danh sách này. Theo kế hoạch, sau khi việc đăng ký danh sách cầu thủ được bảo vệ hoàn tất, VBA Draft Day sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 5 trước khi các đội tổ chức tryout để có đủ quân số tập luyện cho mùa giải mới, với các trận preseason dự kiến sẽ diễn ra từ giữa tháng 6. Trước khi khép lại bản tin, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là chương trình V-League Flashback sẽ lên sóng vào 17 giờ hôm nay trên kênh Bóng đá TV. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại trận đấu giữa Xi Măng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2010. Mời các bạn chú ý đón xem. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ các sự kiện thể thao hấp dẫn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League cũng như các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.